Trong lần hẹn hò đầu tiên, lúc cô ấy đi gặp anh chàng kia là anh chàng qua trên mạng của cô á, thì sau khi gặp thì cái bột đặc thông có được tốt lắm, thì cô ta rất là thân và có mặt mọc đi mà nói thật mà cô ta cũng nói chung là buồn lắm. Như rồi là sao cô ta rút kinh nghiệm, cô ta quyết định là chức năng, cô ta mời ngay một chuyên gia đang điểm về ra điểm cho mình. Và hiệu quả thật là tốt. Cô ta đã có được mối quan hệ rất một mối quan hệ mới tốt hơn rất nhiều. Cô ấy từ tiếp xúc rất nhiều, từ cách nói chuyện, từ và với hôm đó tôi đã có một buổi tối rất là tuyệt vời. Thì mình xin nói về cái quan điểm của mình về tác dụng của trong phần của mình, đó là nó để giúp bạn từ tiếng chơi này. Là bạn đẹp hơn nè, là bạn có nhiều người trao đổi hơn nè, chứ bạn có thêm nhiều mối quan hệ hơn nữa. Và quan trọng nhất đó là nó mang lại những cái tuyệt vời cho chính bản thân bạn. Như thế ạ, cảm ơn các bạn đã theo dõi.